chiều ngày hôm nay Khang Minh test thêm một mô đen súp nữa, đó là Aeon 518S. Cái mô đen súp active liền công suất cả đao này thì có lẽ là Khang Minh không cần phải giới thiệu nữa, bởi vì cái thiết kế nó thon gọn hầm hố, nhìn cực kỳ đẹp, và cái tiếng súp nó uy lực sâu thẳm, tiếng súp quá hay luôn mà Khang Minh cung cấp đi rất nhiều nha. Và cái quả này Khang Minh xin gửi bác Tùng trong huyện Châu Phú, tỉnh An Giang test nhanh, đóng gói lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta cùng nghe một chút cái tiếng súp trước khi Khang Minh chia tay những cái sản phẩm của đồ Mỹ bãi hàng tuyển chọn. Liên tục lên đường cung cấp, trao trả các bác đã mua sắm ủng hộ những cái sản phẩm hàng tuyển chọn trên Khang Minh nhé. Cái đoạn này là cái tiếng súp nó đang không có bởi vì nó do nhạc đấy. Khang Minh sẽ cho thêm một chút nữa cái âm lượng. Rất nhiều các mô đen súp hơi, súp liền công suất khác nhau. Các bác quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh, hoặc là rất nhiều những cái đồ để chúng ta nghe ca hát biểu diễn giải trí chuyên nghiệp. Aeon 518S chạy củ từ leo 268G, bo công suất phía sau. Rầm rầm như bom luôn, nghe tiếng cực kỳ phê. Hoàn toàn sâu thẳm, không có đuôi. Đó là súp chuyên nghiệp. Cái độ to, cái thiết kế thì nó thon thon tầm khoảng như là MB418S hoặc là MSX518S. Đấy, nó không quá to. Và cái mặt e căng, cái thiết kế của cái lưới e căng nhìn nó rất là hầm hố luôn. Quá hay. Rồi, qua video Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Tùng An Giang đã ủng hộ sản phẩm. Đóng gói lên đường. Bác sẽ nhận hàng sau khoảng tầm 5 đến 6 ngày. An Giang thì sẽ lâu hơn là thành phố Hồ Chí Minh. Thường thường là Bắc Ninh với lại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì Khang Minh vận chuyển trao trả các bác nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 ngày. Còn các tỉnh thành xa hơn thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ thêm 1 đến 2 ngày nữa. Cái âm lượng Khang Minh cho rất là vừa phải thôi nhưng mà nó đánh rầm rập cái lá. Quá ấn tượng. Có cái lao rẻ em đánh nhá. Rồi, ok. Rồi, cái xe to đó, bạn nhà là xác xe to mà. Thế á? Vâng. Rồi đi nhá. Ủa, chị đã hỏi về đây nhà Hà Long không? Không. Nhà Hà Long đây, bên này. Ủa?